Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi giờ dòm cái mặt vô tri kìa. Đó coi con người thông minh ghê chưa. Sáng đi ra ngoài câu cá ở hồ lava. Coi có ai cho chị không chị Banda. Đó giờ cái mỏ chị ơi càng mình nói chị càng ngu ra nữa. Rồi chị câu con cá nào nói chưa nhiều. Trời ơi cứ không biết cái gì hết trơn. Chị Banda câu cá bự lắm. Kìa đâu đâu đâu. Quá trời bự. Trời ơi đẹp xuống đây. Một con cá gấu trúc quá là bự giờ mới rớt xuống hồ. Ủa nghe chị Banda đang chơi cái trò gì vậy. Cái gì mà cá gấu trúc. Bà Banda sáng ra bà vô tri mà đứng đây bà câu cá ở dưới hồ lava nè. Trời ơi, cái mấy người ngu mới đứng ngay hồ lava cá là trời. Nay chị hung dữ vậy, đụng chị là chị cầm kiếm đó, chị quýnh tay chị Banda. Trời ơi, chị lúc nào không có kiếm trong người, chị nói cưng lúc này chị biết phòng thân lắm á. Chứ không phải như bình thường rồi đó, giờ chị hung dữ lắm á, xuống đây không? Dạ, đó chứ. Ê mẹo, mẹo chị Banda biết tin gì chưa? Vậy, tin gì? Bây giờ người ta đang mở hội triển lãm kìa. Triển lãm? Đúng rồi, triển lãm cái con búp bê Okiku mà hôm trước mình bắt cái mẹo. Búp bê Okiku hả? Đúng rồi. Ủa, nghe đâu con... nói là như là triển lãm cái gì mà đấu giá con búp bê Okiku. Vậy có Okiku nó có quá nhiều ma lực. Rất nhiều phù thủy từ phương xa đổ về đây á mà muốn mua Okiku đó về đang làm phép làm bùa vậy đó mèo ơi. Trời ơi, đã quá vậy. Nghe đâu giá phong phanh chắc cũng gần 1 triệu đô thì phải. Một... Mẹo chị Banda chạy qua bển coi thử đâu. Ê, biết sao không? Với lại á, người ta nói làng Pirate của mình là người bắt cái con búp bê đó nên người ta sẽ chia 50% cho cái người. Vậy đi liền mẹo ơi. Trời ơi, trúng số, trúng số. Cái gì vậy? Sáng ra trời ơi, trúng số, trúng một tờ giấy số đổi nói cho đi, chị biết rồi đi mẹo ơi, chạy đi. Em chưa có nói hết gì nữa mà chị Banda chứ. Trời chị nghe nói 50%. Mẹo chị Banda hấp tấp quá, làm tôi cũng liệu theo luôn rồi nè. Mà 1 triệu đô trời ơi, quá trời luôn, 1 triệu viên kim cương. Mà mẹo nghĩ coi, mẹo mà có 1 triệu viên kim cương mẹo làm gì mẹo? Chị giơ tay. Mọi người ơi, nếu như mà các bạn có 1 triệu viên kim cương thì mọi người sẽ làm gì bình luận cho mình biết. Ê, đi. Ê mèo mèo. Hả? Tôi biết làm gì nè. Làm gì? Ê tụi mình chuột là cái làng của tụi mình đi. Thằng bà rồ hôm trước nó nói là mày không đem được 100.000 viên kim cương về làng á thì đừng hòng mà lấy lại cái làng đúng của, làng mới của mình á. Nếu như mọi người nào á, bạn nào có xem video mà ông bà rồ bị mất kim cương sao qua bên làng mình điều tra á mọi người. Bạn nào coi video đó mấy bạn sẽ biết là tụi mình mất làng là tại vì có ai đó đó đi ăn cắp kim cương của ông bà rồ. Rồi sau đó là tụi mình bị tịch thu cái làng đó, bây giờ phải kiếm tiền chuột lại làng. Hôm qua có tiền dữ lắm đem đi mua đồ của ông Thái Độ. Ủa? Bây giờ không có ờ giá gì đâu, không biết gì đâu, không biết gì đâu, không biết. Mẹo chị Banda đi biết, mua đồ của ông Thái Độ. Ê mẹ, kìa. Cái gì mà quá trời đông ở đó vậy? Búp bê Okiku ngày hôm qua hôm kia thì tụi mình vừa mới thu phục đó. Bạn nào mà không nhớ thì hãy xem lại cái video mà tụi mình bắt được con búp bê Okiku đó đó. Đó bây giờ tụi mình bắt được rồi nè, mấy bạn thấy cái bình luận. Đại đi đông lắm nè mèo ơi, đại đi. Quá trời đông luôn mèo, búp mèo búp mèo quảng cáo đi. Đâu có mèo. Trời ơi, đông quá vậy. Là của mình nè chị Banda, cái gì không phải của mình này đừng có cưỡng cầu. Thôi không phải mình phải dành có tiền chuột để làm mới rồi mèo ơi. Trời thằng bà rồ gần đây là nó sẽ biết thế nào mà để đội với tôi. Đây nè, coi đi. Chào tất cả các vị quan khách cần xa, hai bên hai viên quan họ đã đến đây ngày hôm nay là buổi đấu giá có 102 lớn nhất của cái xóm này. Và đây là một sản phẩm con búp bê có hiện tượng siêu nhiên và có ma lực khủng khiếp. Giá khởi điểm là 1 triệu đô la. Trời ơi, tôi hẹn luôn á, ông Thái Độ mà bước ra đây nhìn con búp bê nhà sợ liền. Đúng nhìn rồi. Nhìn con này làm này là hàng thật 100%, không đúng phải là hàng pha kè luôn. Đó. Đó trả giá thì mới đủ bán thôi hả? Ủa khởi điểm là 1 triệu đô rồi đó. Thôi gần con búp bê này đúng lạnh luôn á mèo nhìn nè. Cái gì? Cái một cái làn xương lạnh lẽo bao quanh con búp bê này. Làn xương lạnh lẽo hả? Ủa mèo không thấy hả mèo? Tôi có thấy cái làn xương nào lạnh lẽo ở đây đâu. Trời thôi chắc mèo không có cái ánh mắt tinh năng, ánh mắt sắc bén mèo nhìn không ra đâu. Thôi chứ không có kinh nghiệm trải nghiệm rồi chứ gì. Ê ê mà ông dân làng cái tụi tôi á là người bắt cái con búp bê này á. Đúng rồi. Nếu mà tụi tôi á mấy ông bán được thì mấy ông phải chia cho tụi tôi 50% á. 80% đi. Rồi. Cũng mà bắt được mà ông này ông chỉ đứng ông ra ông bán không có làm gì đâu. Đúng rồi. Thôi nằm mơ đi làm như có chịu che. Ủa? Ừ trời, cái này tụi tôi bắt được tụi tôi đem vô đây mà. Cái này đáng tính ra là tài sản của tụi tôi chứ bộ. Trời ơi, sao tôi biết được mấy anh bắt tôi chạy quên kia tôi thấy để ngay giữa đường tôi đem về. Ủa trời, cái ông này là cái ông biết rào thôi chứ ông liên quan gì đâu đây đâu mà. Ôi anh bạn ơi, anh thấy cây kiếm sắt này không anh bạn? Cây này nó sắc bén lắm á, anh bạn có tin là cái kiếm sắt này sẽ va vào mặt của anh bạn không? Thôi mà mèo ơi, nói chung là bán được thì mình sẽ được 50% mấy. Còn ông này ông đứng rào thì ông có biết cái gì đâu. Nè 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 nè, nói để tôi mấy ông dân làng tập hợp. À, tập hợp đây. Tôi là Red Hood Ren, là trưởng team Pirate người đó. Đã bắt thành công cái con búp bê Okiku này. Đó. Nếu mà ai đó trả giá được 1 triệu đô la thì tôi sẽ được 100% số tiền này nha. Không có ai được vô chia với tôi hết á. Thật ra đây, mọi người có muốn mua con búp bê Okiku này của mình không? Bạn nào muốn mua hãy hả like cho video của mình đi. Đó mấy ông nghe chưa? Mấy bạn fan nghe chưa? Ai muốn mua thì nhào vô đây mày vô. Tôi livestream tôi bán con này nè. Kim cương nha. Ê mẹ
ơi, cái thứ này mình nói một hồi nữa là mấy ông này mấy ông giờ đang bàn luận với nhau chỉ đã giá rồi các kìa, đang đã giá dục em ơi rồi luôn kìa. Lầm mèo đừng đấy, cái đó là giá của mấy ông dân làng đó, giá với nhau. Mèo đứng đây một hồi mấy ông rồi bên trên nó bàn luận xôn xao luôn kìa mèo. Trời đất ơi, mấy ông này giờ chắc là về nhà chắc là gom hết em đồ đi mua con búp bê này luôn á. Ma lực cực mạnh luôn đó, nghe đâu là nếu mà người nào bào chế con búp bê này thành một cái lá bùa á mèo, là ăn vô một phát là có ma lực sẽ điều khiển được trời đất luôn á mèo. Ê sao mình không đem về mình ăn đi ha, mình bán chi uổng quá vậy. Ê không ấy mèo, qua mèo hỏi chị Thủy coi chị Thủy có muốn mua không. Thôi tôi có thân nè, bạn mã nè, kêu ba đi hỏi chị. Lúc này á chị đã chia tay rồi, không có còn chơi chung nữa. Ủa chị em thân lắm hả? Quá là nói từng á, hồi bữa có nhiều đồ xịn đồ này kia chị đem qua trả hết rồi. Thôi mọi người ơi, để cái búp bê ở bên làng đi, nếu nữa bán được bao nhiêu kim cương thì mình mừng bấy nhiêu. À đúng rồi, nếu như đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì các bạn đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký nha. Nói cái làm liền, mọi người tọt cái tay xuống bấm đăng ký liền nha. Còn bạn nào đã đăng ký xong rồi hãy cho mình xin một like nè, để mình có thật là nhiều động lực ra video mới nha. Và buổi tối hôm đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trời đất ơi, hồi sáng giờ đấu giá $1,000,000 là giá khởi điểm mà bây giờ vẫn còn 1,000,000. Ai tới đây coi cũng dòm xong rồi bỏ đi không, không ai mua hết trơn á. Chắc là tại cái miếng dây này nè, nó che mất cái mặt của con búp bê rồi ai mà mua được nữa. Tôi đập bà nó đi. Trời ơi, đó vậy là dễ thấy hơn nè. Thôi trời tới rồi mình đi ngủ thôi. Tiền mà bán kim cương, ủa bán cái con búp bê hồi hôm qua chắc lấy tiền ăn giọng đi mất tiêu luôn rồi. Gõ cửa từng quá ta không trả luôn. Hết rồi. Cái gì đó, cái gì đó. Dạ, nói chuyện vụ con búp bê ơi. Ui đây nè, ai làm gì phá cái nhà của tôi. Bà ta đó, phá nhà nào, người ta mới có gõ quánh, cửa thôi nè. Quánh cho một cái cho bỏ thật. Gõ cửa cái gì, ai cái gõ cái kiểu giật giọng như chị á, chị Banda hả? Trời, gõ giật giọng vậy còn chưa lòi cái mặt chuột của cưng ra nữa hả chị mà gõ chị hoài. Mặt chuột á, chị em mặt chuột nào? Trời chị ơi, chị cưng ra chị gõ hoài không nè. Tôi có chị không? Trời ơi, ai còn hỏi chị không chi nữa, đi qua bên nhà. Để chị nói nghe nè, tiền kia kim cương tao bán được chưa, chi cho chị đại đây 99% hôm qua đó rồi. Trời ơi, bán được hay không thì á, chừng nào bán được đi em nói cho nghe chứ em làm gì có kim cương nào mà để chia cho chị với mèo chị mới nói. Bán được chưa cũng không biết hả, rồi lỡ tao bán được người ta đi tiền tao ăn. Người ta ăn có giọng hết rồi hả, chứ đâu bây giờ chạy qua bển coi thử có bán được chưa. Đúng qua bển rồi chứ tự nhiên gõ cửa nhà tôi nói gì tôi ăn giật kim cương nhiều quá. Trời chị gõ cưng để cưng làm chứng để mà dằn lại cho chị biết hôm qua cái ông đó đâu có chịu chia đâu, con nhớ không? Trời ơi, bán được em qua em đòi cho chứ chị với mèo mệt quá à, muốn chia kim cương thì gì cũng phải từ từ chứ. Hai người làm cái gì mà như nước sôi đổ vô trong trong nắp vậy ba đùi. Ủa khoan ủa gì vậy ơi, sao có ông này năm nay ngủ ở đây vậy ta, đang ngủ cái gì vậy hút sao chứ. Ủa sao ông này giọng đơ rồi, dậy đi ông ơi, dậy đi ông cháu ơi, ông cháu dậy đi. Rồi ông này ông lên mây à mèo ơi, sao tự nhiên nằm đó cứng ngắc à. Trời ơi mèo, ở đây cũng có nữa nè. Ủa gì vậy, ủa sao gì vậy, hình như là hôm nay sao vậy ông ơi, la liệt ông này cũng lên mây luôn mèo ơi. Ủa trời ơi, cái làng của tôi cái gì mà một đống người nằm vậy. Oh no. Trời ơi, nhanh nhanh nè, có lẽ nào chính là mình bị bể rồi. Trời ơi, nó bể rồi. Chị nghĩ là làng này có cướp đó mèo ơi. Rồi trời ơi, làng của tôi. Ôi no, nguyên cái làng đất ở làng thành màu đen luôn. Trời, nó bị cái giống gì vậy nè. Cái này là tà khí mèo ơi. Tà khí? Đúng rồi. Ê mấy ông dân làng này bị trúng tà khí, nằm cứng đơ cho cái cơ. Cái này không phải gọi là trúng nữa mà cái này gọi là lên thiên đường luôn rồi kìa. Trời ơi, không lẽ tà khí anh chắc. Ông này còn hồi thớp. Từ từ để tôi nói chuyện với ông. Không, cái gì? Tôi tạo ông đi. Cái gì? Ông nói cái gì? Mèo ơi, ông nói là ngày hôm qua trong một buổi tối cái con búp bê bỗng nhiên sổng chuồng chui ra khỏi cái lồng và đã tấn công cả làng. Bây giờ cả làng đã lên thiên đường hết rồi. Rồi ông còn nằm đây
đây bà đi lên đâu mà lên. Rồi ông con... hết luôn rồi, ông lên thiên đường luôn rồi mèo. Rồi bắt cái giống gì mà tự nhiên cái con búp bê thoát ra khỏi cái lồng này được ta? Cái lồng này con Nguyên mà. Bởi vậy mình phải đường ra cho mẹ tiện cho được. Cái lá bùa không còn ở trong cái lồng này nữa, chứng tỏ ngày hôm qua có người nào đó đã xé lá bùa rồi. Tôi không nghĩ là xé đâu, tôi nghĩ lá bùa này không đủ sức để giữ nó ở trong cái hũ này đó. Ủa vậy hả? Có thể lắm nha. Vậy là bây giờ cái làng của tụi mình đã bị tiêu diệt hết luôn rồi. Mấy cái ông này, ông này qua bên làng đang mua cái búp bê bây giờ cũng đã bị lên thiên đường hết rồi mèo. Hết, ông biết gì không hết? Gì? Ông nghĩ đi, cái con búp bê đó đã thoát khỏi đây đúng không? Đúng. Nó quánh mấy ông dân làm bằng xã lai như thế này nè. Rồi sau khi hết dân làng rồi, cái này chưa phải. Cái này chưa phải điều tồi tệ nhất đâu. Điều tồi tệ. Nếu mà nó tiêu diệt hết mấy ông dân làng, mà nhìn mấy ông này đi, không còn sinh khí nữa. Không lẽ nó đã hút hết sinh khí của mấy ông dân làng này, và bây giờ thì chỉ còn tụi mình là những người duy nhất trong làng này thôi mèo. Đúng rồi đó. Cái con búp bê đó nó có ma lực rất là mạnh. Tôi nghĩ là do cái lá bùa làm nó suy yếu. Bây giờ nó ra nó hút hết ma lực của mấy ông này. Bây giờ ông nghĩ đi, hút ơi, nó mạnh tới cỡ nào nữa, làm sao mình đánh lại nó giờ? Không luôn, ông dân làng của tôi hên là ông Vú bữa nay không có trong làng mèo. Tôi đã kêu ổng về làng cũ lấy giùm tôi một ít đồ. Ôi không, cấm đó. Rồi xong. Rồi hình như ông này ông mới sủi lơ rồi tỉnh dậy đúng không? Không, ông đi rồi đó mèo ơi. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi cái làng kiểu này giờ sao giờ? Còn nghe còn tỉnh táo nữa không? Trời ơi, cái làng của tôi. Hút ơi, tôi nghĩ chắc là bây giờ mình không nên ở đây được. Hút mình giờ phải làm sao? Tôi phải trả hù cho làng của tôi mèo. Giờ mình dọn nhà mình chạy đi được không? Chứ giờ tôi cảm thấy mèo, mình đâu còn nhà nào đâu mà để dọn đi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao giờ mọi người ơi? Mấy bạn bình luận phía dưới cho mình biết đi. Bây giờ mình phải làm gì bây giờ? Rồi cách nào cứu tụi mình đây? Cái con đó bây giờ tôi nghĩ chắc chắn nó mạnh lắm. Mình phải rồi tìm đó một người nào có pháp thuật thiệt là mạnh mới tiêu diệt cái con này á mèo. Bây giờ bùa tôi cũng không còn một lá bùa nào hết. Hết bùa dự trữ rồi. Bây giờ cái gì mà muốn kiếm cái người mà mạnh nhất thì chỉ có bà phù thủy thôi. Không biết bà còn an toàn không ta? Bà phù thủy à? Đúng rồi, bà phù thủy. Bà nhất định là bà sẽ giúp được tụi mình mèo ơi. Ừ, đúng rồi, bà dai nhách hả? Nghĩ sao mà bà không còn? Ê, với lại chắc cái con nó cũng không biết là bà phù thủy ở trong khu rừng bên này đâu mèo. Bây giờ em với ông Hút sẽ ở nhà rồi sau đó tìm cách giải quyết. Chị Banda, chị đi tìm bạn thân của chị đi, coi bạn thân của chị lên bảo. Ủa sao mấy đứa đi tìm đi, cái kêu chị qua bên bà phù thủy trả cho em một đống kim cương này. Chị nói Red Hút nhờ bà phù thủy giúp Red Hút lại một lần này thôi. Cái này là không phải chuyện của mình nữa, mà cái này là chuyện của cả làng này. Chuyện lớn lắm rồi. Với lại bây giờ mình phải nhanh chân lên. Theo tôi được biết cái nha, con Okiku này sau khi mà hấp thụ được 100 dân làng thì nó bắt đầu đang tập hợp sức mạnh lên đó mèo. Ban ngày thì nó không thể nào xuất hiện được, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm vậy chứ. Vậy chính xác là tối nay nó sẽ đến nhà của mình và tìm cách trả thù tụi mình. Tôi nghĩ là một khi mà nó hấp thụ hết được năng lượng á là nó sẽ xuất hiện được ở ban ngày đó hết. Rồi bây giờ chị Bánh Đá lên đi, chị đi tìm bạn chị đi. Nào giờ em có kiếm thấy được mã nào chị Bánh Đá lên đi tìm một quỷ đi chị Bánh Đá. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Sau đó mấy lúc mà mèo ơi, tôi với mèo về nhà chuẩn bị đi mèo ơi. Chứ bình thường mà hả, vui vẻ hạnh phúc không thấy gọi bạn đâu hết trơn à. Nhanh lên để thông ơi, không có kịp cái giống gì hết trơn hết trời á. Ây à, đem hết mấy cái món này theo mới được. Ta cảm nhận được có một chuyện rất là đáng sợ sắp diễn ra trong ngôi làng này. Phải dọn dẹp nhanh lên đây. Chị Thủy ơi, chị Thủy ơi, chị Thủy. Chị Thủy. Tới nữa rồi đó. Đúng là ta mới cảm nhận được chuyện xui là cái con xui nhất làng nó là tới. Cái chuyện gì đó không thấy người ta đâm bắn hay sao vậy? Chị Thủy có nghe tin gì chưa? Trời ơi, từ tin động trời luôn. Thôi khỏi nghe, khỏi nói, tôi đang dọn nhà, khỏi nói gì hết. Oh my god, bà không nghe gì mà tôi vẫn nói. Nói nghe nè, bên làng tôi xuất hiện một cái hở, một con quái vật. Con Okiku nó có ma lực rất mạnh, nó tính xâm chiếm ngôi làng của tôi. Tụi nó nghe nè, chị Thủy có gì không giúp tôi với? Để ông Hồi á hả, tôi cứ đơ ngay trừ với mấy ông dân làng bển luôn đó chị Thủy này, ơi. Này, mở con mắt sáng ra có thấy cái gì không? Hả? Thấy cái giống gì vậy? Không thấy đang dọn nhà đi hả? Có nghĩa là họ có cách đối phó đó, hiểu không? Oh my god, chị Thủy. Không lẽ chị lại thua nữa sao chị mà không hả cho tôi cách tiêu diệt nữa. Tôi nói chị Thủy sau này á không còn cái tên là chị Thủy nữa, đúng như nghĩa đen luôn là bà hả. Tôi nói bà sẽ đi vào quên lãng luôn đó. À, con này nó khi dễ ta. Không phải là không có cách, nhưng mà để tao suy nghĩ coi có đáng mà giúp đại. Đừng suy nghĩ nữa, giúp đại đi. Tóc bà bạc hết trơn rồi, trời ơi, một bà suy nghĩ một hồi là nó trụi luôn đó. Đại đi. Đây, con nhỏ kia uống bao nhiêu thuốc trường sinh bất tử của ta rồi đó mà mở cái miệng đó vậy hả? Trời ơi, tôi năn nỉ bà đó, bà làm ơn bà giúp đi. Giờ tôi gấp chứ lắm rồi, đồng đội tôi ở nhà đang trông cậy nhờ tôi á. Không lẽ có bao nhiêu tình thân đó mà bà lại quên sao? Thủy ơi, bây giờ thân lắm tôi mới nói nha, đưa hết kim cương đây đi rồi tôi chỉ cho. Trời ơi, công nhận cái này linh thiệt chứ. Hù lên kim cương mấy ông không phức luôn thấy chưa. Ồ, kim cương, có ngay từ đầu không nói vậy đó. Có kim cương thì nói đại đi, trời đất ơi. Ai đây, chuyện gì khó thì để chị Thủy tao lo cái con này. Suốt ngày đi lên trong này người ta làm cho nè. Đây nè, bây giờ ta có một câu thần chú
này vô giặt bảo trần xanh đà ca táo vàng rồi đó, cứ dục đại vô đi, cái này trộn đại đi rồi nó ra cái giống ôn gì nó ra rồi dính viên kim cương nè, thì em công thức bí mật đó. Cái gì vậy? Cái này người ta là công thức nó dữ dội lắm, nó không biết đâu. Đó, chuẩn bị đi, chờ đi, chờ nước nó sôi nó khạc vô mấy cái này. Trời ơi, lại khạc nữa, trời ơi, thấy gớm quá. Trời ơi, nó rầm nguyên cái nhà luôn chị Thủy ơi. Trời ơi, cái này mà mỗi lần chị chế thuốc một cái là cái đầu chị nó muốn khói luôn á chị Thủy ơi. Biết chi mà không đem nhiều nhiều kim cương ra chút hả? Ai dạ? Đi ra đây, ta nói cho bà nghe, cái này chính là vũ khí bí mật của ta. Vũ khí này là loại vũ khí mạnh nhất cái trần đời này mà ta nghĩ ra đó, hiểu chưa? Trời ơi, mạnh nhất luôn hả? Vậy tôi nghĩ cái này là chắc tiêu diệt được cái con Okiku đó đó. À, nhưng mà ta nói trước nha, khi mà sử dụng cái vũ khí này á, nó rất là nguy hiểm, cho nên nhà ngươi phải cẩn thận nha. Cái món vũ khí này á, ta đưa cho mọi đứa một cái, ngươi biết tam giác quỷ Barida gì không? Tam giác quỷ Barida, biết. Nói tóm lại là làm sao làm? Các ngươi phải tạo ra được một cái tam giác để nhốt con yêu quái đó vào giữa. Một khi con yêu quái đó vào giữa rồi, các ngươi phải kích hoạt nghi thức phong ấn. Nhưng hãy nhớ là ba đứa phải làm cùng một lúc, nếu không sẽ không có tác dụng. Mà ta nói cho ngươi biết, đây chính là phép thuật to lớn lắm. Nếu như mà các ngươi làm không khéo thì có thể bấy cả cái thế giới này luôn đó, hiểu chưa? Sao mà nghe nó nguy hiểm quá. Mà thôi kệ đi, tôi về để tôi giúp đồng đội tôi mới được. Như là mình quên cái gì thì phải. Sao mà tối rồi chưa thấy chị Banda ở đâu hết? Chị Banda đang về kìa. Tôi gắn đẩy nguyên cái thành phố này luôn. Chị chạy cho cẩn thận. Chị Banda, cẩn thận. Mà bắt bẫy ngu dữ vậy. Em bắt đâu thật nữa. Trời ơi, chị phá bẫy kìa. Báo thật. Trời ơi, trời, chị phá bẫy quá luôn á chị Banda. Chị Banda vô mày ơi. Chị Banda, chị đâu rồi, chị đâu? Đây, mọi người đâu, ra đây. Trời ơi, chị này. Bây giờ chị vô cái nhà đã có nhiêu chị phá hết rồi ơi. Rồi, một cái bẫy đó để dành cho một Okiku mà chị vô chị làm một Okiku luôn hả chị Banda? Chị biết tôi nghe là có thể nào á mà đặt bẫy trong khi mà chị về rồi mới đặt được không, được có đặt. Trời ơi, chị về trời chị lâu quá, lâu bây giờ là giờ tối nào? Luôn rồi đó. Từ sáng tới giờ em với ông Phốt lần quần cái hết ngày hết giờ mà chị đi đâu từ sáng giờ? Nhưng kêu chị qua chị Thủy chứ đâu mà chị nói tôi nghe, đâu phải là qua bển có liền đâu, còn phải chờ bà chế nữa rồi bà chị nói cơn bà ối rồi bà địch cho trọng lắm mới có được. Ơi. Chị gì á? Nè. Nhưng mà chị có thêm được cái rồi, giờ chị có cái gì không? Có cái gì? Đó chứ, nè, lại đây chị ban cho, lại đây chị ban bố đứng đây một mèo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chìa khóa cái gì vậy? Chìa khóa cái gì vậy? Cái này để chị kể tác dụng trước cho nghe nghe. Nè, cái này là trường sinh linh tính. Cái lỗ trường ơi, sinh linh giá. Nó nghe là trường sinh linh giá. Trời ơi, chị nói cơ. Nghe quen quá ta. Để trường chị sinh nói linh giá nghe có vẻ hùng mạnh quá ha. Rồi chị nói tên cái này á là phải dùng đúng ba người nha. Phải kích hoạt sức mạnh không khí bầu trời lại và ba người đứng ba góc tam giác quỷ sứ. Trời giác quỷ hả? Chính giữa. Rồi là vậy, là mình đẹp vô mặt đó. Rồi xong rồi đưa đây, đưa đi. Đúng. Đây mèo đây một cái. Ủa nhìn xịn chứ, trời ơi. Một cái. Rồi bây giờ kích hoạt là như thế nào ta? Vậy cái này là khi nào cần mới kích hoạt đó mà đó. Ba người đã kích hoạt được rồi sao? Ồ ra là vậy à. Ê bây giờ mình chạy lên thử coi nha. Cái con Okiku nó sắp xâm chiếm vô ngôi làng của mình chưa mọi người. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ lại coi trời đất quay cuồng như thế nào. Ê mặt trăng bữa nay lại cười. Ôi mèo ơi, nhìn bên cái cậu kìa mèo. Hả? Ôi trời. Trời ơi, nó đã thành một con quái vật kiểu gì vậy? Nhìn thấy ghê quá mèo ơi. Cái này còn là búp bê Okiku vậy. Trời ơi, cái này nó thành con yêu quái khổng lồ luôn á chứ búp bê. Cái này mà búp bê ông nội tôi nói nó bự ơi chứ đâu. Nó đang đi đường vòng kìa mèo. Để con bẫy nó tác dụng. Nó hồi nãy nó dậm rồi mà tại chị mình nó dậm cái bẫy đó. Bẫy kìa. Trời ơi, bẫy này. Trời ơi. Cái mèo 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 đứng yên nó để tôi đánh lạc hướng nó mèo ơi. Sao cái bẫy có tác dụng vậy trời ta? Có mèo nhìn nè. Trời ơi, bẫy nổ rồi nhưng mà không sao nữa mèo ơi. Trời ơi, nó đang đi vòng vòng kìa. Nó đang cái gì vậy? Trời ơi, nó đang đứng nó nhìn tôi qua cái cửa sổ kìa mèo. Nó đâu rồi? Cái gì vậy? Lên chị Banda ơi. 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 Chị Banda
Bây giờ tôi sẽ hy sinh bản thân của tôi để tôi đánh lạc hướng nó. Mèo với chị Panda sử dụng cái tiền chiêu trừ sinh linh giá gì đi mèo. Mày có ngon xài cái bản thân của ông xài cái gì đó. Rồi, được rồi, bây giờ mẹ chị Panda vô vị trí này, mèo ơi. Bây giờ đây mèo ơi. Sử dụng trừ sinh linh giá bảo vệ. Trời. Mèo vô vị trí đi mèo. Lẹ, bây giờ mọi người đứng một góc, Mọi lên. Một góc rồi nè. Cái kiểu của tôi sẽ hết tác dụng rồi. Nhắm chưa, đủ chưa? Đủ rồi. Người cái tượng của nó mèo. Rồi, xài không? Rồi xài chưa? Xài đi. Tượng chân lên da. Mèo ơi, cái dòng của tôi sắp chịu hết nổi rồi, cái khiên của tôi nó đang bể ra. Xài tượng sinh lên da đi. Tôi cũng muốn xài lắm á, nhưng mà nó đang tấn công như vậy, tôi phải dùng tiền chiêu đỡ đòn mèo. Bây giờ phải tách xa ra. Cái trường sinh linh giá. Nó bị điều khiển đó kìa mèo. Né xa ra mèo ơi, nó bị bắn gọn rồi. Linh giá nè. Trời. Cái gì vậy? Oh my god. Nó bị lùi xuống dưới luôn rồi mèo ơi. Ui là trời. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, tưởng gì nên nó chị Panda. Mạnh ghê luôn á. Trời, chị đem đúng cái này mạnh thiệt luôn á. Xài tiếp chị Panda. Được xinh. Đừng có xài nữa. Sao vậy? Cái này mạnh mà tụi mình từ nay có cái này á, không sợ bất kỳ con quái vật nào luôn. Chị nói xem nè, xài rồi thì thôi. Mà cái bà phù thủy bà nói á là mình xài cái này á là mình phải đánh đổi một thứ đó mèo. Trời ơi, đánh đổi cái gì vậy chị Panda? Cái bàn của mình. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Mình đánh đổi chỗ này hơi bị lạ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái làng của mình kìa mèo ơi. Chị đánh đổi trước rồi mà. Cái làng của mình nó phát nổ luôn rồi kìa. Chạy đi rồi cái làng của mình. Sao chị không nói từ đầu vậy đó? Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.